Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mèo Vặt Cuộc Sống của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà thay cái khóa của cái nón bảo hiểm của mình đó các bạn. Thì trong quá trình mình sử dụng đó, có thể là mình bị rơi. Thì nó cái nhựa này nó rất là giòn. Đây cái nhựa này nè, nó rất là giòn. Thì nó sẽ bị gãy hoặc là nó bị bể. Hoặc là những trường hợp va chạm rồi đó nó bị bể, nó vỡ cái này. Thì nếu mà nguyên cái nón như vậy, mà nếu mà các bạn mà bỏ đi thì rất là ổn, tại vì nó chỉ hư có cái móc khóa này thôi. Do đó để tiết kiệm chi phí á, thì các bạn đi mua cho mình cái móc này. Cái móc này nó bán có 3.000 cái à các bạn, ở bên Nhật Tảo á nó bán có 3.000 cái à. Đây, có thể là các bạn mua một lần 10 cái về các bạn thay vẫn rất là tốt các bạn à. Đó, các bạn gài nó lại. Đó, thấy chưa? Đây là một cái móc mình mua đây. Mình mua một lần 10 cái lần. Giờ mình các bạn kiếm một cái khoen này. Cái khoen mà trong cái móc khóa đó các bạn. À, nếu các bạn thấy cái kênh của mình hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Thì mình lấy cái kìm hoặc là dụng cụ nào đó, mình cắt bỏ cái phần nhựa này ra. Đây, mình cắt bỏ cái phần nhựa này nè. Đó, mình cắt bỏ cái phần nhựa này ra. Thì khi các bạn cắt bỏ phần nhựa này ra, các bạn không có cần đá động gì tới những cái khoen này hết, không có cần phải gỡ nón gì ra hết á. Các bạn lấy cái móc này, các bạn lấy cái phần mà để giờ gài vô á, các bạn gắn vô bên đây nè. Ở dưới đây nó có cái lỗ nhỏ nè, các bạn thấy không? Các bạn luồn cái này qua đây cho các bạn thấy rõ hơn nè. Đây, các bạn luồn nó qua. Các bạn tiến hành các bạn luồn nó qua. Đó, các bạn tiến hành các bạn luồn nó qua đây. Kéo này xuống một chút. Các bạn luồn qua. Đó, khi các bạn luồn qua thì nó ở thế như thế này. Đây, nó như thế này đây. Đó, các bạn thấy rõ chưa? Thì lúc này đây, các bạn dùng cái khoen này nè. Cái khoen tròn này nè. Các bạn dùng cái khoen tròn này, các bạn móc nó lại. Các bạn cố định, các bạn móc nó lại. Đây, mình sẽ cận cảnh cho các bạn xem. Các bạn móc nó lại. Rồi, các bạn thấy nó đã xong rồi nè. Thì khi nó đã xong như thế này rồi, các bạn đẩy cái phần dưới đây, các bạn đẩy lên. Các bạn lấy phần nhựa nè, các bạn đẩy nó lên. Rồi xong. Thì bây giờ là cái các bạn đã gắn nó vô được đây rồi. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đó, các bạn đã gắn nó vô được đây rồi. Bây giờ nó rất là chắc luôn á các bạn. Đây, thấy chưa? Rồi, còn cái móc cũ này các bạn gỡ rồi các bạn bỏ, các bạn thế bằng cái móc mới. Kéo mà cái móc này lại thì rất là dễ rồi các bạn. Đó, bây giờ là mình đã có cái móc bảo hiểm mới rồi, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình đã gỡ nó ra và mình bỏ cái này rồi. Bây giờ mình đã có được cái móc mới của mình đây. Đó, các bạn thấy cái móc mới chưa?
Rồi, cái video của mình xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình nha. Chúc các bạn có được những cái tiết kiệm chi phí trong cuộc sống của mình và những cái mẹo rất là hay. Nếu các bạn có những cái mẹo hay hơn mình nữa, các bạn chia sẻ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye các bạn.